Thứ nhất là đối với cả câu hỏi của chị Minh Hương thì em xin trả lời là đối với cả bé thì chị là đã được 10 tuổi và bé đã điều trị ổn định bệnh và hiện nay là đã được 3 năm và gần đây là chị đã đi khám bệnh cho cháu và hiện tại là bác sĩ báo là bệnh của con nhà chị ổn định. Thì đối với cả như của cháu là cháu hoàn toàn là có thể đủ tiêu chuẩn để tiêm phòng vaccine COVID-19. Thì qua đây, qua trường hợp câu hỏi của cháu thì em cũng xin trả lời về cái thông tin này cụ thể hơn để cho các gia đình, các bố mẹ có thể biết. Đối với cả tiêm vaccine COVID-19 thì đối với cả các cháu trước khi tiêm thì chúng tôi vẫn khuyến cáo là các cháu nên đến các bệnh viện chuyên khoa mà trước đấy, đối với cả các trường hợp các cháu ung thư đã điều trị thì nên đến các cơ sở chuyên khoa trước đấy cháu đã điều trị để khám và đánh giá lại bệnh. Nếu mà cháu bệnh hoàn toàn ổn định và thể trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường thì đều có thể tiêm được vaccine COVID-19. Thứ hai nữa là đối với cả các cháu đang điều trị ung thư, nếu các cháu đang điều trị ung thư và ở giai đoạn ổn định, ví dụ như là các cháu đang điều trị hóa chất mà khi đang điều trị mà đang ở giai đoạn ổn định, tức là hết các nguy cơ tác dụng phụ của các phác đồ hóa chất và thể trạng hoàn toàn bình thường và đang ở cái giai đoạn nghỉ đợt, thì các cháu cũng có thể tư vấn bác sĩ điều trị, tại vì cái này thời gian cụ thể thì cũng là tùy theo từng phác đồ điều trị hóa chất. Thì trong cái thời gian ổn định đấy các cháu cũng hoàn toàn có thể là tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên thì trong quá trình tiêm và theo dõi sau tiêm thì các cháu cần được theo dõi chặt chẽ theo như hướng dẫn của tại các cơ sở tiêm, vì các cháu vẫn phải theo dõi các nguy cơ của tiêm vaccine COVID-19 như cả các cháu và các người dân khác bình thường.